Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự Trưa Thứ Tư ngày 30 tháng 11 năm 2021. Việt Thành xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình bình luận thời sự chiều nay, chúng tôi tới với quý vị hai chủ đề chính. Chủ đề thứ nhất liên quan cái câu hỏi thế lực chống Mỹ trong Đảng Cộng sản hiện nay mạnh cỡ nào. Chúng tôi nói tới chủ đề này vì nó liên quan tới một cái vấn đề nóng trên dư luận xã hội trong ngày gần đây, đó là Hoa hậu Việt Nam biểu diễn đàn tơ rừng trong một cái cuộc thi Hoa hậu Thế giới Miss World năm 2021 tại một lãnh thổ hải ngoại của Hoa Kỳ tại Puerto Rico. Và thưa quý vị, Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà đã biểu diễn bằng nhạc cụ đàn tơ rừng với cái bài hát nổi tiếng thời chống Mỹ, đó là bài hát Cô Gái Gót Chồng. Và cái điều đó nó cho thấy trong Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay có những thế lực không ủng hộ cái việc Việt Nam và Hoa Kỳ có những mối quan hệ gắn kết hơn. Và điều đó chắc chắn ban lãnh đạo Bắc Kinh sẽ không hài lòng. Và thưa quý vị, nếu quý vị nhớ rằng trong cái bài nói chuyện của Thiếu tướng Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân có nói trong cái ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, nó có một cái hệ thống mà được Trung Quốc ủng hộ, theo tướng Trương Giang Long cho hay. Nó không chỉ là một vài trăm, mà nó còn trăm này tới trăm khác. Những cái sự kiện vừa kể nó cho thấy cái thế lực thân Trung Cộng ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Nó là một cái vấn đề rất đàn dài trong cái việc Việt Nam có thể tách xa cái sự kiềm chế chính trị của Trung Quốc. Một cái nội dung thứ hai trong bài nói chuyện hôm nay, thưa quý vị, đó là cái vấn đề liên quan tới bí thư huyện đảo Cô Tô Lê Hùng Sơn. Và nó đã có một cái kết cục hoàn toàn khác với những cái thông tin ban đầu mà truyền thông nhà nước đưa tin. Và có nhiều dấu hiệu cho thấy bí thư Lê Hùng Sơn trong cái cáo buộc được cho là hiếp dâm của cán bộ nữ của phòng văn hóa huyện Cô Tô. Và vụ việc rất có thể chìm xuồng. Và như chúng tôi đã nói với quý vị ban đầu, ông Phạm Minh Chính phải chịu trách nhiệm về cái vấn đề nhân sự liên quan tới bí thư Lê Hùng Sơn. Tuy nhiên, cái việc hóa giải cái scandal liên quan tới quan hệ phụ nữ nó chuyển từ hiếp dâm sang trở thành thông dâm. Và thưa quý vị, có một số quý vị đặt vấn đề tại sao nó lại chuyển từ hiếp dâm sang thông dâm. Thì thưa quý vị, như quý vị đã biết, bí thư Lê Hùng Sơn và cô Hồng, một cái nạn nhân bị coi là hiếp dâm, thực ra người ta có mối quan hệ tình cảm từ rất lâu. Và những cái bằng chứng mà bí thư huyện đảo Cô Tô Lê Hùng Sơn trình ra cho cơ quan công an, đó là những cái tin nhắn trao đi đổi lại giữa hai người hiện còn lưu trong điện thoại. Và đó là những cái bằng chứng vì sao bí thư Lê Hùng Sơn không can tội hiếp dâm, mà nó là cái vấn đề vi phạm vấn đề đạo đức. Thưa quý vị, như thường lệ, trước khi đi vào cái chương trình bình luận thời sự, chúng tôi một lần nữa đề nghị quý vị hãy dành sự ủng hộ cho KTV bằng cách quý vị hãy giới thiệu cho những người gần gũi, người thân của quý vị về một cái kênh truyền thông đưa các tin tức trung thực, nhanh chóng và chính xác. KTV là một tổ chức truyền thông đặt trên nền tảng của đạo đức nhà báo. KTV đưa các những tin tức trung thực với các cái bài bình luận được kiểm chứng với các cái dữ liệu có thể đảm bảo tính chính xác của các cái thông tin mà KTV đưa ra. Đồng thời KTV chịu trách nhiệm về những cái thông tin của mình. Và thưa quý vị, KTV là một tổ chức truyền thông, KTV không có chủ trương chống đối hay ủng hộ bất kỳ thế lực chính trị nào. Nhiệm vụ chính của KTV là đưa các cái tin tức tới người Việt Nam trên toàn cầu để giúp cho mọi người có thể hiểu rõ hiện tình Việt Nam hiện nay là sao, và với một mục đích duy nhất, đó là giúp cho mỗi người xác định được rằng cần phải làm gì để đóng góp vào cái công cuộc xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh, hùng cường. Ở Việt Nam có một nhà nước pháp quyền được cai trị bằng luật pháp và công lý, phải được thượng tôn. Và thưa quý vị, mong rằng quý vị hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách viết các cái comment, bấm like. Và rất nhiều quý vị có liên lạc hỏi về các cái thủ tục gửi bài vở. Thì thưa quý vị, tất cả dưới mỗi tờ clip chúng tôi đều có những cái đường link để quý vị dễ dàng liên lạc với chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với KTV trong thời gian vừa qua. Thưa quý vị, trở lại cái nội dung liên quan tới vấn đề thế lực chống Mỹ trong Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay mạnh cỡ nào. Điều này nó được thể hiện qua trong một cái cuộc biểu diễn đánh đàn tơ rừng của Hoa hậu Việt Nam
cô Đỗ Thị Hà, một người như quý vị đã biết, đã lọt vào cái vòng bán kết phần thi tài năng của cuộc thi Hoa hậu thế giới Miss World 2021. Đó là một cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà đã cùng với 26 thí sinh của các cái nước khác. Một cái vấn đề dư luận xã hội Việt Nam nóng lên thông qua cái sự kiện vừa kể, đó là trong phần đánh đạn của thí sinh Đỗ Thị Hà thì được biết cô Hà đã sử dụng một cái bài hát Cô Gái Bóc Trông. Đó là một cái bài hát nặng về cái vấn đề hận thù đối với đế quốc Mỹ. Như quý vị đã biết, đó là cái ca khúc xuất hiện trong cái thời gian chiến tranh chống Mỹ cứu nước của Đảng Cộng sản Hà Nội, với những cái ca từ đậm mùi hận thù, ví dụ như mỗi mũi trồng ngọn hoắt căm thù, xuyên thây quân cướp nào vô đây. Thậm chí người ta còn gọi lính Mỹ là còn giặc Mỹ còn bèo, khi còn giặc Mỹ còn bèo, em chưa ngừng tay gót chồng đào nương rẫy, vân vân và vân vân. Thưa quý vị, một cái điều đáng nói là Hoa hậu Đỗ Thị Hà biểu diễn cái tiết mục vừa kể mang màu sắc chống Mỹ ở ngay Puerto Rico. Đó là cái lãnh thổ hải ngoại của Hoa Kỳ vào cái thời điểm mà Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội vừa thông báo hỗ trợ cho Việt Nam hơn 20 triệu liều vaccine COVID-19 để chống lại đại dịch COVID-19 hiện nay. Thưa quý vị, đó là những cái vấn đề nó liên quan tới mạng xã hội ở Việt Nam nóng lên. Thông tin về cái tiết mục dự thi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã gây ra những cái dư luận trái chiều, và đến ngày 29 tháng 11 thì trang fanpage chính thức của Miss World Việt Nam khẳng định rằng khán giả đã hiểu lầm từ cái phần thi đàn tơ rừng sang thi hát. Và thưa quý vị, chúng tôi nhắc lại, đó là thí sinh Đỗ Thị Hà chỉ biểu diễn cái ca khúc vừa kể trên đàn tơ rừng chứ không có lời bài hát. Và điều đó là lý do những người ủng hộ đối với Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã kêu gọi mọi người hãy hiểu rõ về vấn đề và có góc nhìn tích cực về đại diện Việt Nam tham dự một cái cuộc thi Hoa hậu thế giới. Theo ban tổ chức phía Việt Nam giải thích, ban đầu Hoa hậu Đỗ Thị Hà và ekip đã chọn một cái ca khúc giai điệu đặc trưng của mảnh đất Puerto Rico để trình diễn. Tuy nhiên sau đó ekip đã phát hiện thì ca khúc vừa kể nó không phù hợp với tính chất của đàn tơ rừng, một cái nhạc cụ của người Tây Nguyên. Cho nên Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng như ekip đã quyết định chuyển sang một cái bản nhạc quen thuộc mang âm hưởng núi rừng Việt Nam, hợp với tay nghề của những cái người được cho là mới tập chơi đàn tơ rừng. Đó là bài Cô Gái Bóc Trông. Trên cái trang fanpage có tới 300.000 người theo dõi, thì admin đã cho biết đây chỉ là cái giai điệu của đàn tơ rừng, không có lời bài hát. Song mạng xã hội thì suy diễn cho rằng đó là một cái ca khúc mang tính hận thù chống Mỹ. Thưa quý vị, cũng phải nói rõ hơn, đó là thí sinh Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 đã giành được cái vô miện Hoa hậu Việt Nam năm 2020 và trở thành đại diện quốc gia Đông Nam Á tham gia một cái cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh, đó là cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2021. Và thưa quý vị, cái sự kiện Hoa hậu Việt Nam sử dụng đàn tơ rừng để biểu diễn một cái ca khúc chống Mỹ trên đất Mỹ đã được BBC Việt ngữ có một cái bài bình luận với tiêu đề Hoa hậu Việt Nam diệt giặc Mỹ cọp bèo trên đất Mỹ bằng đàn tơ rừng. Theo BBC cho hay, Việt Nam vừa qua có hai sự kiện gây chấn động dư luận xã hội Việt Nam, đó là hai hoa hậu có hai thái độ về nước Mỹ được cho là tiêu cực. Vấn đề thứ nhất BBC đặt ra, theo đó một cái hoa hậu Việt Nam đã biểu diễn một nhạc phẩm chống Mỹ và một hoa hậu thì bày tỏ chất lượng không khí ở Mỹ dễ thở hơn Việt Nam. Đó là hai sự kiện liên quan tới cái giới hoa hậu Việt Nam đã gây và tạo ra những sóng trên dư luận xã hội. Thưa quý vị, trên trang Facebook cá nhân Hoa hậu Việt Nam năm 2008, đó là Thùy Dung đã viết rằng không hiểu sao tôi về Việt Nam thì tôi cảm thấy không khí khó thở hơn ở Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, hai phát biểu của Đỗ Thị Hà cũng như Hoa hậu Thùy Dung đã làm cho dư luận xã hội nóng lên, và người ta, đặc biệt là giới trẻ, người ta khẳng định đó là những biểu hiện hết sức quỳ quặc. Trở lại cái câu chuyện ca khúc Bóp Trồng là một cái nhạc phẩm được biểu diễn trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Theo BBC, điều đó chứng tỏ người Việt Nam vẫn chống Mỹ. Theo BBC, ca khúc Cô Gái Bóp Trồng là một cái nhạc phẩm được nhà nước Việt Nam phát sóng rộng rãi trong nhiều chục năm qua. Đó là một ca khúc chống Mỹ. Vậy mà đến nay, một hoa hậu Việt Nam biểu diễn trên đất Mỹ lại sử dụng
một cái ca khúc chống Mỹ một cách mạnh mẽ. Điều này xảy ra sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ đã có một cái quá trình 25 năm bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Truyền thông nhà nước Việt Nam bình luận về cái sự kiện Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà thể hiện tiếp tục đánh đàn tơ đơn với cái tác phẩm Cô Gái Vóc Chồng. Theo đó, với một sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như những tiết mục độc đáo của mình, thí sinh Việt Nam Đỗ Thị Hà đã xuất sắc ghi danh tại cái vòng bán kết của một phần thi tài năng. Trong khi đó, một cái thông điệp được đăng tải trên nhóm sinh viên của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là nơi mà Hoa hậu Đỗ Thị Hà tu nghiệp đã viết rằng chúc Hoa hậu của chúng ta thêm tự tin và thành công hơn nữa trên đấu trường sắc đẹp quốc tế. Theo BBC đánh giá, mặc dù cái bài hát Cô Gái Vóc Chồng đã được Hoa hậu Việt Nam biểu diễn bằng cái nhạc cụ đàn tơ rừng, nó là một cái tiết mục nhạc không lời, song điều đó nó vẫn làm cho rất nhiều người Việt Nam bức xúc và họ coi đó là cái hành động phản cảm. Còn những ý kiến trên mạng xã hội cho rằng thời nào rồi mà vẫn cứ lải nhải mấy cái bài hát gợi ra những cái sự hận thù với Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ như vậy. Đó là cái văn hóa tối thiểu của một Hoa hậu Việt Nam. Tại sao không ý thức được cái điều ấy để rồi có những cái biểu hiện được cho là kém cỏi? Và nếu như cuộc thi này tổ chức ở Trung Quốc thì Hoa hậu Đỗ Thị Hà có dám đánh bại tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới tại thủ đô Bắc Kinh hay không? Tuy nhiên thưa quý vị, theo chúng tôi, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chẳng qua là một cái công cụ, còn biểu diễn bài hát gì, nội dung ra sao thì hoàn toàn do ekip và những cái lãnh đạo của đoàn người ta chỉ định, chứ không phải Hoa hậu Đỗ Thị Hà thích chọn bài gì thì được biểu diễn bài đó. Và thưa quý vị, điều này nó cho thấy một cái hệ thống tổ chức quản lý văn hóa ở Việt Nam hiện nay, người ta đã thò bàn tay vào trong các cuộc thi Hoa hậu, đặc biệt trong cái cuộc thi đối với Hoa hậu thế giới tại Puerto Rico, một cái lãnh thổ hải ngoại của Hoa Kỳ. Trở lại một cái phát biểu của Hoa hậu Thùy Dung với đại ý không khí Việt Nam không dễ thở bằng không khí ở Mỹ. Và thưa quý vị, có một cái điều đặc biệt, tại sao truyền thông nhà nước lại đưa những cái tin tức nhạy cảm như vừa kể? Báo chí Việt Nam đưa tin về cái việc Hoa hậu Thùy Dung có những phát biểu với những phát ngôn được cho là hết sức nhạy cảm khi cho rằng ở Việt Nam khó thở hơn ở Hoa Kỳ. Theo báo Thanh Niên, nó dẫn một số nhận định khác nhau và viết rằng Hoa hậu Thùy Dung là một người từng vướng vào nhiều vụ lùm xùm sau khi cô này đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2008. Thậm chí vào cái thời điểm cô này đăng quang Hoa hậu, có những thông tin cho thấy vì Hoa hậu gốc Đà Nẵng này chưa tốt nghiệp phổ thông trình họ, vậy mà không hiểu lý do gì vẫn được kỳ thị Hoa hậu. Ngoài ra, truyền thông nhà nước cho thấy ngay lập tức Hoa hậu Thùy Dung đã trở thành tâm điểm chỉ trích của khán giả. Sau đó, Hoa hậu này đã viết một cái tâm thư dài nhắn nhủ với các anti fan giữa ồn ào, và những cái dòng tâm thư đó tiếp tục bị ném đá dữ dội hơn. Theo nhận định của báo Thanh Niên cho hay, một trong những điều gây ngạc nhiên hơn cả đó là phản ứng của cộng đồng mạng xã hội trong những ngày qua, đặc biệt chủ yếu là giới trẻ. Theo báo Thanh Niên viết trên một trang có hơn 700.000 người theo dõi, Facebooker Trần Kim Hường đã công kích Hoa hậu Thùy Dung khi cho rằng Việt Nam là quê hương nơi mình sinh ra, còn đông bà tổ tiên Việt Nam nữa đi nước ngoài mới có một vài năm, về Việt Nam lại chành chẽ. Thậm chí có những ý kiến cho rằng chắc Hoa hậu Thùy Dung sửa lỗ mũi nhỏ quá nên cảm thấy khó thở mà thôi. Chứ còn 90 triệu người Việt Nam đang sống ở Việt Nam hiện nay có ai thấy khó thở đâu mà nói như vậy. Thậm chí có một người Việt Kiều ở Hoa Kỳ đã viết trên cái trang fanpage cho rằng tôi từng sống ở Hoa Kỳ và Việt Nam, tôi cảm thấy Việt Nam dễ chịu hơn ở bên Mỹ. Chưa hết thưa quý vị, bên cạnh những cái bình luận ủng hộ cái quyền tự do biểu đạt của công dân, đặc biệt sự tự do biểu đạt của Hoa hậu, thì cũng có rất nhiều những cái bình luận có tính chất khiếm nhã mà ở đây vì cái vấn đề tứ nhị chúng tôi không trưng ra. Và thưa quý vị, trước cái phản ứng dữ dội của mạng xã hội, được biết Hoa hậu Thùy Dung đã phải tắt cái chế độ bình luận sau đó. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, cái sự kiện Hoa hậu cũng như các cái cuộc thi sắc đẹp luôn luôn gây chú ý đối với cộng đồng xã hội, đặc biệt trên mạng xã hội Facebook và YouTube. Và những cái sự kiện vừa kể được báo chí nhà nước quan tâm đăng tải, nhưng tại một cái thời điểm hiện nay, đồng thời một lúc có hai Hoa hậu Việt Nam với những cái phát biểu cũng như các cái biểu diễn ít nhiều liên quan tới Hoa Kỳ,
Như quý vị đã biết, mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ cũng như Việt Nam-Trung Quốc là những mối quan hệ ngoại giao mang tính chất nhạy cảm. Những người Việt Nam ủng hộ cái quan hệ Việt Nam thúc đẩy tăng lên trong quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ chiếm một số lượng đa số. Tuy nhiên, những cái thế lực được cho là dư luận viên thì luôn luôn có những cái phát biểu, những cái ý kiến bình luận chống Mỹ và ủng hộ Trung Quốc. Trong khi đó, ở cái điều kiện xã hội Việt Nam hiện nay, như quý vị đã biết, cái việc tôn trọng sự khác biệt và quyền tự do biểu đạt vẫn bị hạn chế rất nhiều. Nó chưa phải là cái giá trị phổ quát trong nhận thức của người dân Việt Nam hiện nay. Và đặc biệt các cái quan chức Việt Nam, họ không muốn người dân có thể tự do phát biểu những cái điều họ nghĩ. Trong khi các cái ca khúc thời chiến, ví dụ như cái ca khúc Cô Gái Vọt Chồng chống Mỹ với những giọng điệu hân thù như vậy, thì được coi đó là những bài hát truyền thống cách mạng. Thưa quý vị, sự kiện Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà biểu diễn cái bài Cô Gái Vọt Chồng, dù rằng nó không bằng bài hát bằng lời, mà nó là cái giai điệu được trình bày qua công cụ đàn trừng, được bác sĩ giáo sư Nguyễn Tuấn từ Úc đã có những cái bình luận cho một status với tiêu đề vô vị. Giáo sư Nguyễn Hoàng Tuấn, một cái giáo sư y khoa nổi tiếng tại Úc, đã có bình luận cho rằng phải tìm hiểu một lúc thì tôi mới biết tại sao dư luận xã hội trong ngày hôm nay người ta lại bàn tán quá nhiều về cái việc cô Hoa hậu Đỗ Thị Hà đánh đàn trừng bài Cô Gái Vọt Chồng. Một cái điều khiến cho tôi cảm thấy không hài lòng đó là tại sao thể hiện một tinh thần chống Mỹ giữa lúc chính phủ Hoa Kỳ vừa tài trợ cho Việt Nam một cái số lượng vaccine hơn 25 triệu liều. Và theo tác giả Nguyễn Tuấn, cái sự kiện trình bày của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, theo tôi nghĩ một cái chữ để đánh giá hợp nhất có lẽ là hai từ vô vị. Thậm chí nó làm cái sự nhạt nhẽo, không phù hợp với cái văn cảnh. Theo giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, hành vi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà có thể xem là hết sức nhạt nhẽo vụng về vấn đề văn hóa, nếu không nói là rất thấp. Dĩ nhiên nhạt nhẽo vụng về ở đây, theo giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, nó không phải là cách cô ấy chơi đàn hay hay không hay. Bởi vì cái việc Hoa hậu Đỗ Thị Hà chơi đàn, nó chỉ là một cách trình diễn, chứ không phải là cái tài năng hay sở trường của cô này. Một cái điều đáng nói là tại sao người ta lại chọn một cái ca khúc mang tính man rợ trong chiến tranh chống Mỹ trước đây, trong một cái màn trình diễn giữa một lễ hội văn hóa lớn của thế giới như vậy. Lựa chọn đó, ngay cả những người chỉ đạo cho cô ấy biểu diễn chắc chắn cũng không thấy thoải mái khi giải thích với những ca từ nó được khắc trong tâm khảm của mỗi người Việt Nam, trong lúc Mỹ là một cái nước tài trợ giúp đỡ Việt Nam rất nhiều trong công cuộc chống Covid-19 trong những năm vừa qua. Theo tác giả giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, có lẽ những cái người đằng sau cô Đỗ Thị Hà nghĩ rằng họ chỉ cho Hoa hậu chơi đàn để biểu diễn, mà cô này không hề ca hát gì cả. Chắc chắn điều đó thì khán giả người Mỹ chẳng ai để ý. Theo giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, nếu thực sự ban tổ chức hay những người chịu trách nhiệm nghĩ rằng khán giả Mỹ không hay biết gì thì họ đánh giá người Mỹ thấp quá, bởi vì họ tưởng rằng Mỹ không có người biết nói tiếng Việt hay sao. Trong khi đó, cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ là một cái số lượng không nhỏ, tới gần 2 triệu người. Theo giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, cái việc trình diễn trên đàn trừng một cái ca khúc Cô Gái Vọt Chồng, thực sự nó là một cái tác phẩm văn nghệ mang đến Hoa Kỳ để chỉ nước Mỹ. Theo giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, trước cô Đỗ Thị Hà thì cựu bí thư Thành ủy Hà Nội ông Phạm Quang Nghị, lúc đó làm cái ứng cử viên sáng giá cho chức tổng vụ tổng bí thư của Đại hội 11, cũng từng có những cái hành vi như thế đối với ông John McCain. Đó là trong một cái lần viếng thăm chính thức Hoa Kỳ, ông Phạm Quang Nghị đã tặng cho ông John McCain một cái bức hình chụp tấm bia ghi lại sự kiện máy bay của ông John McCain bị lực lượng phòng không Việt Nam bắn rơi vào năm 1967. Trong bức ảnh mà ông Phạm Quang Nghị tặng cho ông John McCain, có một điều đáng kinh ngạc, đó là cái tấm bia có câu ngày 26 tháng 10 năm 1967, tại hồ trước Bạch quân và dân thủ đô Hà Nội bắt sống tên John McCain, thiếu tá không quân Mỹ lái chiếc máy bay A-4 bị bắn rơi tại khu vực nhà máy điện Yên Phụ, vân vân và vân vân. Theo tác giả giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, chúng ta có thể bỏ qua các sai hiển nhiên về tên ông John McCain, người ta viết sai, thậm chí người ta viết sai quân chủ. Và cái tấm bia thể hiện trong bức ảnh mà ông Phạm Quang Nghị tặng ông John McCain, người ta gọi ông John McCain là tên John McCain,
Đó là cách dùng nghĩa từ miệt thị. Thật không hiểu tại sao ông Phạm Quang Nghị lại đến thủ đô nước Mỹ để tặng cho một cái người nổi tiếng, đó là ông John McCain. Và đó là lý do tại sao khi nhận tấm hình từ tay ông Phạm Quang Nghị thì ông John McCain đã không giấu được một cái vẻ giận dữ, nói thẳng: tôi cảm thấy không thể hài lòng, bởi vì những cái hình ảnh vừa kể là những hình ảnh cho thấy tôi đã bị xúc phạm. Được biết khi đó ông John McCain quay ra nói với ông Phạm Quang Nghị: ngài có biết không, tôi là thiếu tá hải quân chứ không phải thiếu tá không quân. Tôi thực lực thuộc cái lực lượng không quân của hải quân. Các ngài ghi vào cái tấm bia tưởng niệm, kỷ niệm của các ngài là không đúng. Bình luận về cái sự kiện này, giáo sư Nguyễn Văn Tuấn cho rằng ông John McCain là một tù binh ở Hà Nội, nhưng cũng là một người tích cực vận động trong cái mối quan hệ bình thường hóa giữa Hoa Kỳ và Việt Nam dưới thời chính phủ Bill Clinton. Thậm chí trong quan hệ ngoại giao với Việt Nam, ông John McCain luôn luôn được coi là một cái người bạn thân thiết của Việt Nam. Vậy mà tại sao Việt Nam lại đối xử với một người bạn bằng những cái hình ảnh mà theo giáo sư Nguyễn Văn Tuấn đã giận dữ cho rằng đó là một cái bức hình sỉ nhục như vậy? Và những cái hành vi vô vị của cô Đỗ Thị Hà và cái ekip dàn dựng cho cô ấy, chửi người Mỹ trên đất Mỹ, thực chất nó là hình thức của lịch sử lặp lại. Và thưa quý vị, theo tác giả Nguyễn Văn Tuấn, điều đó nó chứng tỏ cho thấy những thế lực chính trị trong Đảng Cộng sản Việt Nam, người ta ra sức bằng mọi cách cản trở cái quan hệ Việt Mỹ thăng tiến. Và điều đó nó mang lại ích lợi cho ai? Thì quý vị đã biết, không ai khác đó là chính quyền Chu Nam Hải mà thôi. Và điều đó chúng tôi muốn nói với quý vị rằng những thế lực ở trong Đảng thân Trung Quốc chống Mỹ là một cái lực lượng phổ biến đang tạo ra những cái áp lực cản trở sự phát triển của Việt Nam, đặc biệt trong mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Thưa quý vị, chuyển sang một cái nội dung thứ hai liên quan tới bí thư huyện đảo Cô Tô, ông Lê Hùng Sơn. Những cái thông tin mới nhất cho biết bí thư Cô Tô chỉ vi phạm vấn đề quan hệ bất chính chứ không hiếp dân. Đồng thời có rất nhiều những cán bộ liên đới của huyện đảo Cô Tô đã bị kỷ luật. Điều đó, thưa quý vị, theo chúng tôi, nó cho thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự nghiêm trọng, trong khi mẹ của nạn nhân đã tố cáo bí thư huyện ủy Lê Hùng Sơn hiếp dâm con gái của bà, đã tạm khép lại. Và người ta thấy những thông tin của truyền thông nhà nước mới nhất hoàn toàn khác hẳn với những thông tin ban đầu khi vụ việc xảy ra vào đầu tháng 11. Trong những ngày gần đây, những thông tin liên quan tới scandal đối với bí thư huyện đảo Cô Tô Lê Hùng Sơn, thông tin thì có nhiều, nhưng đặc biệt người ta đã cố ý bỏ sót, thậm chí đưa sai với những thông tin ban đầu. Cụ thể đó là: thứ nhất, cơ quan công an tỉnh Quảng Ninh không có trả lời kết quả điều tra ra sao. Như quý vị đã biết, sau khi tiếp nhận đơn của bà M, mẹ đẻ của nạn nhân, một cái cán bộ của phòng văn hóa huyện đảo Cô Tô là vợ của một sĩ quan công an huyện đảo Cô Tô, tại sao ban đầu thông tin mà báo chí đưa ra cho biết công an tỉnh Quảng Ninh rất công phu tổ chức điều tra cũng như thu thập chứng cứ, tại sao cho đến nay công an Quảng Ninh không trả lời trước công luận mà để cho truyền thông nhà nước làm thay trách nhiệm của cơ quan điều tra? Một cái câu hỏi đặt ra là: hay là cái việc liên quan tới thông tin bí thư huyện đảo Cô Tô Lê Hùng Sơn hiếp dâm là một cái sự nhầm lẫn, thậm chí trở thành một cái câu chuyện vu khống? Tại sao truyền thông nhà nước, đặc biệt công an Quảng Ninh, không trả lời một cách minh bạch? Một cái điều đáng nói hơn, thưa quý vị, đó là thông tin truyền thông nhà nước trong những ngày này hoàn toàn khác với những cái thông tin ban đầu. Như quý vị đã biết, đó là người ta làm rùm bèn một cái vụ bí thư huyện ủy huyện đảo Cô Tô Lê Hùng Sơn đã hiếp dâm một cái cán bộ của phòng văn hóa huyện. Vậy mà trong những ngày gần đây, truyền thông nhà nước đưa tin được đánh giá là với những cái giọng điệu được cho là đổi chiều. Ví dụ như báo Thanh Niên lại viết rằng bí thư huyện đảo Cô Tô có những hành vi không trong sáng với nhân viên cấp dưới, thậm chí còn bị một người dân tố cáo. Trong khi đó, như quý vị đã biết, tất cả các cái báo chí trong nước suốt 2 tuần vừa qua đều đưa tin lá đơn tố cáo ông bí thư Lê Hồng Sơn hiếp dâm nhân viên cấp dưới. Và còn nhiều nữa những tình tiết được cho là hết sức mâu thuẫn so với ban đầu. Điều đó nó thể hiện những thông tin không minh bạch, thiếu rõ ràng, kể cả lý do kỷ luật có rất nhiều cá nhân liên đới. Ví như có ai trong số đó
là đồng phạm trong cái vụ quan hệ bất chính này không? Và truyền thông nhà nước đã cho người ta thấy có những cái âm mưu toan lập của một số lãnh đạo huyện Cô Tô tạo dựng ra những cái vấn đề để quy chụp đối với ông Lê Hùng Sơn trong cái vụ quan hệ bất chính. Và thưa quý vị, có lẽ để chứng minh ông Lê Hùng Sơn không hiếp dân mà chỉ có những cái quan hệ bất chính, tức là thông dân, đó là lý do truyền thông nhà nước đưa tin cho hay đã kỷ luật nhiều lãnh đạo huyện đảo Cô Tô liên quan tới vị bí thư Lê Hùng Sơn có quan hệ không trong sáng. Theo đó, hàng loạt cán bộ lãnh đạo cũng như cán bộ huyện đảo Cô Tô tỉnh Quảng Ninh đã bị kỷ luật do liên quan tới vụ ông Lê Hồng Sơn bị tố và quan hệ bất chính với nhân viên cấp dưới. Và thưa quý vị, điều đó nó cho thấy những người trong đó có nhiều lãnh đạo cũng như các cán bộ của huyện là những người được đánh giá là tạo dựng ra những cái vụ được cho là hiếp dân. Trong khi đó, ngày 26 tháng 11, thông tin từ tỉnh ủy Quảng Ninh được truyền thông nhà nước đưa tin cho hay cơ quan này vừa thi hành kỷ luật đảng viên với nhiều lãnh đạo cũng như cán bộ huyện đảo Cô Tô vì đã để xảy ra cái vụ bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đảo Cô Tô ông Lê Hùng Sơn có một cái quan hệ mà người ta gọi là không trong sáng với cấp dưới. Trong báo cáo của tỉnh ủy Quảng Ninh cho hay ngày 19 tháng 11 huyện đảo Cô Tô có tổ chức diễn tập phòng thủ, sau đó địa phương này đã tổ chức một cái tiệc liên hoan tổng kết cái chương trình diễn tập phòng thủ bảo vệ đảo. Được biết tại buổi tiệc, ông Lê Hùng Sơn cùng với nhiều lãnh đạo cũng như cán bộ của huyện Cô Tô cũng như các quan khách mời có uống rượu bia vào buổi trưa, dẫn tới việc ông Lê Hùng Sơn sau đó có những hành vi không trong sáng với nhân viên cấp dưới. Theo Ủy ban Kiểm tra tỉnh Quảng Ninh cho hay, qua điều tra và xác minh thì ông Lê Hùng Sơn có những hành vi quan hệ không trong sáng với nhân viên cấp dưới, và hành vi của ông Lê Hùng Sơn đã vi phạm rất nghiêm trọng những cái tiêu chuẩn đảng viên, cấp ủy viên, trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Nó đã vi phạm những cái điều đảng viên không được làm, vi phạm những quy định của thường vụ tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh về cái vấn đề thực hiện văn hóa văn minh công sở, rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống. Theo đó, những cái vi phạm của ông Lê Hùng Sơn đã làm giảm uy tín của tổ chức đảng, gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ và đảng viên. Đó là lý do tại sao tỉnh Quảng Ninh ngày 11 tháng 11 đã ra quyết định đình chỉ công tác, cách chức vụ để chờ kỷ luật đảng và chính quyền đối với ông Lê Hùng Sơn. Thưa quý vị, có một cái điều đáng nói trong những ngày gần đây, tỉnh Quảng Ninh đã thi hành kỷ luật cảnh cáo với ba lãnh đạo huyện Cô Tô, cụ thể là ông Đặng Quang Ngạn chịu trách nhiệm với cương vị phó bí thư thường trực huyện ủy, cấp phó của người đứng đầu huyện ủy đối với những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ huyện ủy. Ông Đặng Quang Ngạn phải chịu trách nhiệm với cương vị phó trưởng ban chỉ đạo diễn tập trong việc tổ chức thực hiện diễn tập phòng thủ huyện đảo. Một cái nhân vật thứ hai bị kỷ luật đó là ông Vũ Văn Hiển, trong cương vị ủy viên ban thường vụ huyện ủy chịu trách nhiệm chung có những cái vi phạm khuyết điểm, phải chịu trách nhiệm với cương vị phó chủ tịch thường trực của huyện đảo Cô Tô đã vi phạm những quy định về nêu gương, quy định những điều đảng viên không được làm, đặc biệt cái việc sử dụng rượu bia trong giờ hành chính. Và một cái nhân vật thứ ba đó là ông Nguyễn Quang Huy, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, theo đó phải chịu trách nhiệm chung những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ huyện ủy trong cương vị chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo diễn tập phòng thủ đã tổ chức liên hoan tổng kết sử dụng rượu bia vào ngày làm việc. Chưa hết thưa quý vị, ngoài ra ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết đã thống nhất báo cáo ủy ban kiểm tra trung ương xem xét đề nghị các cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật nghiêm minh đối với toàn thể ban thường vụ huyện ủy huyện đảo Cô Tô nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài ra còn có rất nhiều những cái cán bộ của huyện đảo Cô Tô đã tham gia ăn nhậu trong bữa tiệc liên hoan tổng kết diễn tập phòng thủ quân sự của huyện này cũng nhận những quyết định thi hành kỷ luật, đó là ông Phạm Quang Huy, chánh văn phòng huyện ủy, bà Chu Thanh Diễn, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, bà Nguyễn Thị Thủy, phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc huyện, ông Lê Quang Hưng, phó trưởng phòng tài nguyên môi trường của huyện. Ngoài ra còn có 6 cán bộ cùng tham gia ăn nhậu bị kỷ luật khiển trách, đó là bà Nguyễn Thị Mai, phó chánh văn phòng huyện, ông Vũ Ngọc Hoàng, bí thư huyện đoàn, ông Đào Thư Thú, phó bí thư đảng ủy quân sự huyện, ông Vũ Hoàng Bằng, phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện, bà Phạm Thị Hòa, chuyên viên phòng tài nguyên môi trường nông nghiệp của huyện, bà Nguyễn Thị Vượng, chuyên viên phòng tư pháp, vân vân và vân vân. Thưa quý vị, đó là những nhân vật mà theo dư luận ở đảo Cô Tô cho rằng
đã tòa rập với những cái thế lực chống lại ông Lê Hồng Sơn, bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đảo Cô Tô. Trong lúc này đã bị tỉnh ủy Quảng Ninh đề nghị ủy ban kiểm tra trung ương xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của đảng ở một cái mức cao nhất. Thưa quý vị, những cái điều vừa kể để quý vị thấy rằng hung thủ đang trở thành nạn nhân, và những cái lãnh đạo cũng như các cán bộ có liên quan tới cái vụ việc mà người ta gọi là một cái sự tòa rập để tạo dựng một cái scandal nhằm hạ bệ đối với bí thư chủ tịch huyện đảo Cô Tô ông Lê Hùng Sơn khi bị kỷ luật. Và thưa quý vị, những cái điều chúng tôi vừa kể nó hoàn toàn phù hợp với những cái đánh giá trước đây. Đó là những cái bài nói chuyện liên quan tới scandal ở huyện đảo Cô Tô. Chúng tôi đã nói ông Phạm Minh Chính sẽ ra tay cứu giúp một cái nhân vật đàn em của mình. Và thưa quý vị, trên mạng xã hội có cái thông tin lan truyền khẳng định ông Lê Hùng Sơn là cháu của cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, là một người đồng hương của Thủ tướng Phạm Minh Chính, một cái người từng giữ chức cựu trưởng ban tổ chức Trung ương. Như quý vị đã biết, tỉnh Quảng Ninh nó là cái bệ phóng cho rất nhiều ủy viên Bộ Chính trị và tương lai chính trị của Lê Hùng Sơn. Người ta nói giá như không vướng vào cái scandal được cho là có quan hệ bất chính với nữ nhân viên cấp dưới, thì ông Lê Hùng Sơn chỉ trong một cái thời gian ngắn tới Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2026 thì khả năng rất cao Lê Hùng Sơn sẽ trúng một cái ghế ủy viên Trung ương, rồi sau đó sẽ được bố trí làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh. Ở một cái tuổi ngoài 40 thì chắc chắn tương lai chính trị của Lê Hùng Sơn hết sức sáng láng và rạng rỡ. Và thưa quý vị, đó chính là lý do tại sao những cái lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh là những người quê gốc ở Quảng Ninh muốn loại trừ Lê Hùng Sơn, tức là một cách gián tiếp hạ bệ đối với cái uy tín của ông Phạm Minh Chính, cựu bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh. Bình luận về cái sự kiện này, blogger Ba Sàm, tức thiếu tá an ninh Nguyễn Hữu Vinh, một cái người đã ra khỏi ngành công an, trong một cái bài viết từ phòng thủ tới phòng thệ, theo blogger Ba Sàm, còn gì bi hài hơn khi trước thềm hội nghị văn hóa toàn quốc thì một cái vụ phản văn hóa tập thể kéo dài, và điều đó nó kéo theo cả một chục đảng viên, lãnh đạo cũng như cán bộ các cấp đã bị thi hành kỷ luật chỉ vì một cái màn truy hoang của ông bí thư huyện ủy huyện đảo Cô Tô Lê Hồng Sơn. Theo blogger Ba Sàm, nó cũng là cái món mở hàng cho văn bản mới, đó là quy định số 37 quyết định trung ương của ông Nguyễn Phú Trọng về những cái điều đảng viên không được làm. Một cái điều trớ trêu đó là nó lại diễn ra ngay giữa một cái cuộc diễn tập phòng thủ khu vực tại hòn đảo được coi là phên dậu của đất nước. Theo tác giả, thế mà nó vẫn chưa hết những cái sự bi hài khi mà trong suốt nửa tháng, người dân theo dõi vụ việc cứ bị bất ngờ bởi những cái thông tin mập mờ, không minh bạch. Thậm chí các cái thông tin truyền thông nhà nước đưa ra mang đầy tính mâu thuẫn, thậm chí hình như người ta đang lừa người dân. Cứ theo dõi qua hệ thống báo chí nhà nước để rồi biến hung thủ, tức bí thư Lê Hùng Sơn, trở thành nạn nhân, để rồi cho mạng xã hội tha hồ đồn đoán, tìm kiếm các thông tin trên mạng. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt. Bye bye quý vị.